Mới bắt đầu thi học kỳ chưa? Dạ rồi, mới thi xong rồi sao? Con thi môn gì? Không thi môn lý với lại môn văn. Mà môn văn có một câu con không hiểu. Mà trong khi đó thầy cũng chưa bài, thầy cũng không ôn luôn. Ủa nhưng mà văn thì chém được mà. Đó. Ý là văn thì mình có thể viết, ý là mình có thể tự nghĩ, mình tự sáng tạo ra được mà đúng không? Dạ không phải, ý là cái bài bài mà kiểu như là thầy cho một phổ thơ á, rồi sau đó là mình viết tác giả nè, rồi mình viết tìm từ lấy nè, rồi mình lại mình sau đó là ý nghĩa phổ thơ nè, rồi lại tiếp tục là cái chia hai tầng, mà cái chia hai tầng thầy không chỉ Hóa ra là như vậy. hai tầng Hay nghĩa chưa? thôi. Hai tầng nghĩa nghĩa là nó có hai, một từ nó có hai nghĩa đúng không? Hai không, con cũng không biết nữa, cũng chưa chỉ Đúng. cho luôn. Ngoài cả. Ok thôi, bỏ qua chuyện tiếng Việt đi, giờ chúng ta qua tiếng Anh. Let's go. Okay, so today we are learning about looking back. Chúng ta sẽ review lại cái unit 6 mình đã học gì nhé. The first one is the vocabulary. Trong cái phần vocab của chúng ta, từ vựng của chúng ta thì chúng ta học về thì chúng ta học về câu bị động, cho nên là mình sẽ học past participle. Cái này tương đương với về về mấy? Về ba Yes, về ba. Người ta gọi là quá khứ gì? quá khứ đỡ Quá khứ là V2, còn cái V3 người ta gọi là quá khứ phân tử. quá khứ phân tử. Lưu ý nha, cái tên của nó khác nha, nghĩa là nó không phải là V2, nó không nói về những điều đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ kiểu như rất quá như vậy. Nó vẫn sẽ sau này có sẽ dùng cái quá khứ phân từ này trong thì hiện tại hoàn thành đó. Những cái thì hoàn thành là sẽ dùng cái quá khứ phân từ này. Rồi nhiệm vụ của mình đó là chia tất cả những cái từ ở bên tay trái sang cái cột bên tay phải cho cô là past participle. Đây, người ta đã chia hẳn cho con hai cột. Quá khứ phân từ thì nó cũng giống như là động từ trong thì quá khứ đơn vậy. Nó cũng sẽ chia làm hai phần, động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Vậy nhìn vào đây, đây là regular verb, còn đây là irregular verb. Alo, nghe cô nói không? Nghe Ok, vậy làm luôn nhé. Bên này là regular verbs. Bên này là irregular verbs. Đó. Change it from the left to the right. Xác định âm T, D cho cô luôn. This one bên này nha. Like considered. Nó là âm gì? Consider. Âm kết thúc bằng âm R. Âm R thêm ED nó sẽ thành considered. Rồi, cho cô một loạt luôn. Rồi, quy tắc đọc ED học rồi. Nó đọc Y. Quy tắc đọc ED của nó y chang như là V. V2 thôi. Không khác gì hết.
ghi trên cô luôn á cô. Ghi giống cô luôn. Nó phải bỏ vào trong cái âm, hai cái dấu chéo thì nó có mới nghĩa là phát âm. Đó, có âm t, d và it. Ghi những cái âm đó ra. It là i và d mà, i d mà. Làm gì có i, t. Nhớ lại cho đúng nha. Tiếng mất dấu gạch chéo luôn. Rồi. Cái từ ai đây Ở dưới nữa. gì vô gì bên nghe tiếng xe đâu Ai nghe tay rồi. nhá. Tay nghe tay này. À, bên cái cột bên này nó Cũng đừng tương tự. gây ấy cột. Nhưng bên này nó là irregular verb. Irregular verb thì có phát âm ED không? Irregular, đã gọi là irregular verb thì nó có theo nguyên tắc đâu. Sao mình nghe được một từ nó chập chờn nó lại nó Lát tu vậy một luôn. phát là nó tới cái chữ cuối luôn cơ, nghe 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 một từ đầu cái tu một phát có chữ cuối. Thiệt. Rồi nó lại đơn. Cái gì trước đi tuần thì tính sau cách đọc tính sau đi đã. Nó đọc sao?
Mới biết là mình chia phép 2 chứ không chia phép 3. Phép 2 với phép 3. À, để ý nếu đã là irregular verb thì verb 2 và verb 3 nó sẽ khác nhau đó. Chỉ có regular verb thì nó mới giống nhau thôi. Check lại đi. Cho cái bảng đó mà, để xài chứ làm gì. Xài nhiều, nghĩa là bây giờ Đúng con tạm thời con có thì con dùng sau này khi mà đi đi thi mà mình quen rồi á, mình sẽ phải tự nhớ. Chứ không phải lúc nào mình cũng có thể kè kè cái bảng đó được. Check. Chắc chưa? Check. Check them again. Chưa ghi giống mấy cái cờ bên đây thôi chứ còn lại thì chắc đúng rồi đó. So finish. Bạn chưa? Hi, Cuối yes or cùng. no? Come on. Chắc là phải đi cho nào. Yes or no? Okay. Được không? Chưa hả? Vẫn chưa? Ok. Khi nào xong thì phát biểu to rõ ràng. I finished about that. 1 phút nữa thôi nha. Sao mình cứ nhớ nhầm bước 2 tại bước 3 cái gì? Vì mình chưa quen đó. À, dạ mới đúng rồi. So finish. Thế giờ đã finish chưa? Now, 50 Chơi cái cách đọc kia không? tí nào. Dạ xong rồi đó Okay. con. Now let's check the first one. Đọc từng từ luôn nha. Like this, consider. Rồi, the next one. Next one. Named. Ah, yes, named. Tiếp theo. Visited. Ah, visited. Next. Located. 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 Next one. Greg. Recognize. No, recognize. Recognize. Bây giờ thêm the vào đọc. Recognize. Recognized. Recognized. Right? Recognized. Recognized. Con T của ấy.
Recognized. Yes. And the last one, start. Starting. Yes, started easy. Rồi, tiếp tục. This one. Nếu mà có verb 2 của cái này thì nó sẽ là gì? Sell, sold, sold. Đúng chưa? Sell, sold, sold. Next one, grow. Rồi tới gì nữa? Verb 2 nhớ không? Grow, grow là grow là verb 2. Grow, grew, grown. Grown. Ba cái từ nó như thế này. Grow, grew, grown. Grown. Rồi. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Đọc cả ba từ cho dễ nhớ. Buy, bought, bought. Cái này âm 2 và âm 3 giống nhau này. À, vấp 3, vấp 3. Buy, bought, bought. Build, built, built. Có những cái vấp 2 vấp 3 giống nhau. Con check lại đi. Build, built, built. Một cái âm D, hai cái âm T. Đó. Build, built, built. Can you say it? Cái bước 2, bước 3 nó y chang nha. Đúng rồi. Vì nó là irregular verb. Con nhớ cho con đã gọi là irregular verb. Thì nó thích. Giống thì nó giống. Mà nó thích khác là nó khác. Được chưa? Nó sẽ không có theo bất cứ một cái quy tắc nào cả vì nó là biết cho. Yes. Build, build, build. Next one. See đến gì nữa? See. Saw. Và cuối cùng là seen. 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 Nhớ go không? Go tiếp theo đến gì? Seen. Go thì sao? Từ go ấy. Go when. No, không phải go when. Go when. Gone. Go to when. Có một số từ. Có một số từ mà ví dụ như là verb 1 nó, verb 2 mà nó giống nhau thì đôi khi verb 3 nó chuyển cũng giống nhau luôn ấy. Ok. Xong. Này, không nào. Ủa sao tự chạy vậy? Oh really? Ủa help just wait cứ kịp nhìn. Ủa vậy cô? Có chuyện lại xíu. Ủa cô cũng không biết tại sao nó lại tự chạy như vậy nữa. Wait for me. 3 4 1, 2, 3, 4. On click mà. Is it? What? Thôi bỏ qua bài đó đi. Bài đó đâu có cài vậy đâu mà sao nó chạy như vậy ta. Nó tự chạy đó. I didn't touch anything. Rồi. Ngữ pháp. Change the sentences from the present simple into the present simple passive. Lúc này chúng ta có sẵn, người ta cho mình một thì duy nhất thôi, đó là thì gì? Present simple thì gì? Thì hiện tại. À, hiện tại gì? Hiện tại đơn. À, và từ hiện tại đơn chuyển sang thể gì? Sẽ bị động đối với hiện tại đơn nha. Lưu ý. Nó bị động nhưng mà chúng ta được cái là hiện tại đơn thì chúng ta sẽ dùng chủ ngữ cộng với. Alo. To be. À to be lúc nào hiện tại là gì? To be ở hiện tại gồm những to be nào? Is am I. Is am are. Rồi. Cộng với EMS và cộng với gì nữa? Với mấy? Verb 2. Rồi, ok. Làm luôn. Number 1. They sell tickets at the gate of the tourist site. Họ bán vé tại cổng của cái điểm du lịch. Vậy thì
Lúc này bị động là cái gì được bán đấy? Vé. À, vé được bán. Lưu ý cho cô nha. Vị trí trước, cái người bán sau. Có thể cái vị cái người bán là không quan trọng. Nghĩa là người ta đang nói là vé được bán. Còn bán bởi ai thì con có thể thêm vào cũng được hoặc không. Và lưu ý khi mà đã by thì cộng với một cái dạng tân ngữ. Không phải dùng by day mà phải chuyển thành by gì? Nếu muốn dùng by thì phải dùng by gì? Hôm trước là không phải là tôi làm là ai đúng không? Nhưng mà by lại là by me. Vậy thì cái này by từ day sẽ chuyển thành gì? By. By day. By them. By them. Phải chuyển những chủ ngữ này thành đại từ. Không phải đại từ nhân xưng mà là đại từ tân ngữ. Ai trở thành me. Còn nếu không á, vứt đi cũng được. Nhớ cho cô, nhưng mà phải nói vị trí của nó. Vị trí quan trọng hơn. Cái nguyên nhân tác động là cái có thể vứt đi. Làm đi, cứ làm đi cô sửa cho. Là số ít hay số nhiều? Số nhiều. Số nhiều thì đi với động từ to be gì? Are. Rồi được bán. Từ bán là từ gì? Thấy không? Dây. Động từ đó. Sell. Chuyển sang bước 3 là gì mới ghi hồi nãy? Cái phần ví dụ đó. Sell gì nữa? Check. Không nhớ thì check trong cái bảng. Sao? Lần này đọc là sold, sold, sell, sell, sell. Sold. They are sold
at. Chưa các tờ gì đó vị trí mà con ghi nhầm cái câu cái từ cuối luôn rồi con nó mất hay là con nhầm từ cuối ghi nhầm rồi rồi ok ấy nó nhà đúng rồi từ cuối có sự ở đâu number two rồi làm tăng tốc câu một đã chậm xong rồi mình suy nghĩ xong đúng không rồi tương tự chicken lúc này là chủ ngữ rồi tại sao chúng ta phải đối xử phải duy lúc này là cái vé đang được bán mà cái vé đang được bán hồi nãy là người ta bán vé đúng không bây giờ mình đang nói là cái vé đang được bán thì cái vé là chủ ngữ rồi thì dùng với are tự nhiên có thêm dây và như vậy hai chủ ngữ à đúng không một chủ ngữ thôi đừng chứ có nói gì. lát quá. Nghe không? Nghe không? Nghe thấy có nói gì không? Rồi. Ok, nghe chưa? Rồi. Rồi, con nhìn lại cái công thức của cô. Con đọc lại cái công thức câu bị động cho cô nào. Đầu tiên là Hiện cái tại gì? đơn. Ừ, bị động hiện tại đơn. Hồi nãy mình đã nhắc rồi, bây giờ nhắc lại lần nữa. Đầu tiên là cái gì? Đầu câu là? S cộng is am am. S cộng I am A. Vậy thì cái nào là S trong cái câu này? Tickets. Ừ, vậy thì con bỏ cái từ dây ở đâu ra đó? Tickets làm chủ ngữ rồi, vậy dây là cái gì? Lại lên bữa xong nghe con nói gì hết cha nói gì đâu con kêu con lại lát là cô im lặng luôn rồi xong mình có giật nữa luôn. Này con có lát ừ
Là làm. Vậy thì câu hỏi này đó, cái tickets là chủ ngữ rồi, vậy thì cái they là cái gì mà bỏ vào đó? Ừ? Sao lại có cái they ở đó nữa? Đúng không? Tự nhiên lòi đâu ra một cái they nữa vậy? Câu 3 là sao ta? The Home King's Temple. Thousands of people visit the Home King's Temple every day. Hàng ngàn gì? Người thăm đền Hùng mỗi ngày. Bây giờ đảo ngược lại. Cái đền Hùng đó được thăm bởi hàng ngàn người mỗi ngày. Cứ dịch ra tiếng Việt xong rồi con dịch ngay lại tiếng Anh. Cái này con dịch, cái này mình được phép dịch. Cách làm nó như vậy ha. Bay là cô làm sao dùng cái chữ S thì cô nãy tự nhiên nó em viết cái là nó bay thẳng ra luôn. Mới dừng cái chút xíu nó bay ra. Thế thôi, cho
nói. Ai cũng đi kế bên. Nói đây, trang nguyên câu. Okay. Let's check được một chút bạn. Ồ, có ý visit thật chứ mấy. Bởi thì dùng. Đối với tác nhân thì mình dùng gì nhỉ? By. Đối với tác nhân thì mình dùng by hả? Nãy con mới ghi chữ xong cái nó bay đi mất tiêu rồi con. Không thấy. I don't know. Đúng rồi, cô thấy con hai cụm này thôi. Finish, finish câu này. Cố gắng, cố gắng, còn mấy phút. Còn 10 phút nữa. Vẫn đủ thời gian là. Câu everyday á, cô con mới ghi thêm hai cụm đó rồi. Mà giờ nó thì chưa nói chuyện. Bây giờ chịu thôi, phải ráng ghi tiếp chứ. Bây giờ mình phải chạy đua với nó, mình phải nhanh hơn nó, ok? Chưa đây. Ok. Many beautiful downtowns. À. Rồi nhớ việc xem tất, không phải tất cả các chủ ngữ đều bỏ nha. Những cái chủ ngữ nào kiểu như chung chung như là họ, tôi, vân vân á, thì mình có thể bỏ. Còn một số các chủ ngữ dùng để nhấn mạnh thì chúng ta sẽ không bỏ. Bỏ. Cứ làm đi, làm đi ạ. Em cứ làm xong đã phải sửa xong. To ask you. Rất nhiều thì là Hôm nay lát hơn mọi hôm luôn á. Đặt cái máy ghê. Đập nó là bữa sau có gì học đâu. Đập mà có máy mới thì hãy đập nha. Đập mà có máy mới thì hãy đập nha. Nhưng mà đập bữa sau không có gì học rồi. Rồi học đó.
Có con ơi chính Ok, học. đọc đọc đi. Vậy thì bây giờ hai câu này mình đọc đi. Cô ghi cho. Many are Mẹ à cái gì đó sen seen tin in bình dinh nữa. Bình Định. Province. Province. Tỉnh Bình Định. Many kinds of goods. Many kinds of goods. Good nhiều đó. Are. Cái từ đó. Bro, ở ngoài đâu? Học là gì? Boat in thành market. Đến thành market rồi. Vậy thì bây giờ nhìn vào đây, cô sẽ hướng dẫn cho con cách. Cô đã bảo rồi, có những cái chủ ngữ kiểu chung chung như là dây, idol, các thứ vân vân thì mình có thể bỏ đi. Nhưng đối với những chủ ngữ khác thì chúng ta, hoặc là people, những cái chủ ngữ chung chung này thì mình sẽ có bỏ đi. Nhưng mà khi mà người ta đã nhấn mạnh là số lượng, ở đây người ta đã số nhấn mạnh số lượng du khách là thousands of people visit Hồng Kông Temple every day, hàng ngàn người. Nghĩa là hàng ngàn người đây cũng là một điều vô cùng quan trọng, cho nên đối với những cái chủ ngữ như thế này mình không được bỏ nhé. Mình không được bỏ cho cô nhé. Cái thứ hai, tourist cũng vậy đó. Và chỗ này, tí nữa, động từ ở đây nó là động từ can. Chúng ta sẽ có một cách bị động với từ can. Tại vì can nó có cái verb riêng. Nhìn vào nha. The first one, rồi đây. Ticket. Rồi bỏ cái chữ dây, lần sau không được để cái chữ dây cho cô. Thứ nhất, khi nhìn vào một cái câu như này, mình phải xác định đây là chủ ngữ, đây là động từ và đây là tân ngữ, đúng chưa? Thì bị động chúng ta sẽ đưa tân ngữ xuống làm chủ ngữ. Động từ chúng ta sẽ chia to be về ba. Và cái dây này mình có thể chuyển chuyển về cuối. Nếu chỗ này nè, cái chỗ này là người ta bỏ đi vì nó không cần thiết. Còn nếu không thì có phải ghi là by there. Được chưa? Đó, đây là cách sắp xếp của nó. Rồi, tương tự câu số 2. A lot of people are growed in Đà Lạt. Thấy không? Mình không, những cái chủ ngữ ảo, những cái chủ ngữ chung chung như này mình vứt đi được. People là người ta là ai mình biết không? Không, đúng không? Nó không xác định gì hết. Đây cũng vậy, họ cũng không biết họ là ai cả. Rồi, nhưng mà chỗ này nè, thì nên thêm vào. Ở đây người ta vẫn có thể bỏ, nhưng mà đối với cái này thì con nên thêm vào. Tại vì mình đang nhấn mạnh cái mức độ là đông người như thế nào để đến thăm vua Hùng, chứ để cho người ta biết là đây là một địa điểm nổi tiếng, đúng không? Con có thể ghi là The Hồng Kông Temple is visited every day, thì nó mới chỉ mang cái nghĩa là cái đền Hùng này được thăm mỗi ngày, nghĩa là ngày nào cũng có người thăm, nhưng mà mình không biết là nhiều hay ít. Còn tại vì ở đây người ta nhấn mạnh đến số lượng, cho nên là lưu ý có thể thêm vào a thousand of people every day. Ok. Rồi. Tiếp tục. Đây. Đây. Hai cái này đều dùng can. Thì bây giờ con hãy nhìn vào can, chúng ta sẽ có cách sử dụng khác. Chúng ta sẽ không dùng is, am, are nữa. Chúng ta có thể dùng can hoặc là chúng ta có thể đổi bằng can luôn, tại vì can là một động từ khiếm khuyết. Nó không phải là một động từ thường. Lưu ý nó không phải là dạng bình thường. Nó cũng có thể làm động từ khiếm khuyết trợ động từ, cho nên là chúng ta có thể giữ nguyên cái từ can. Và lúc này mình không dùng IMR, nhưng mà mình phải dùng be ở đây cô cho cô, nghĩa là mình thêm can và cái IMR đấy mình chuyển thành be. Can be. Có thể được. Hồi nãy con kêu là are seen nhá. Many beautiful charm towers can are seen in Bình Định province. Là có rất là nhiều tháp chàm được nhìn thấy ở tỉnh Bình Định, đúng không? Nhưng ở chỗ này người ta kêu là có thể nhìn thấy, nghĩa là chưa chắc họ người ta đang nói về cái điều khả năng đã thể xảy ra. Ví dụ ở đây là nghĩa là du khách này đang ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, nhưng mà cái người dẫn tour của họ là đến Bình Định là bạn có thể nhìn thấy cái này, bạn có thể nhìn thấy cái kia, đúng chưa? Vậy là có thể cái dùng từ can này là cái điều xảy ra trong tương lai. Cho nên khi cố gắng khi mà chuyển về bị động á, thì dùng nó, nghĩa là nó hơi mang nghĩa tương lai một chút xíu á, thì mình sẽ chuyển là
Any beautiful Trump Tower can be. Yeah. Bị động của can. Động từ thành can be cộng với đời bà. Đó. Nghĩa là mình chỉ thêm can vào. Mình chuyển tất cả đối với can. Đã sau can là bị thành be hết. Sau can là be hết. Không chia EMI gì nữa. Đó. Và verb 3 vẫn trên bình may be bought. Đó. By tourist. By tourist. Được chưa? Cái này dễ đúng không? Cái này cô thấy là con làm một vài lần nữa là con sẽ làm ok. À cô ơi. Đấy. Cái mà by tourist á là mình nghĩ nhưng mà mình ghi vô bài mình có cần cái nhưng mà mình khi mình làm bài mình có cần ghi cái đó vô không? Nhưng mà mặt mặt này nghĩa là có cũng được mà không có cũng không sao. Dạ. Yeah. Đó. Còn nếu muốn chắc chắn á thì ghi. Còn nếu mà sợ sai thì bỏ. Được chưa? Đó, ở trong ngoặc ngoặc tròn này những cái của trên á là cô bỏ đi luôn, bỏ đi luôn không cần luôn, viết là nó rất là rác, không làm gì hết. Còn những cái dưới là những cái chủ ngữ nó khác hơn so với cái dây và cái people. Thì tốt nhưng mà nếu mà an toàn thì tốt nhất là nên thêm vào. Rồi ok. Mình kết thúc lớp học tại đây nhé. See you next week. Bạn kia bạn vào rồi.